chuối, gừng, nha đam, một miếng nhỏ nha đam, củ gừng, một phần nhỏ như thế này, sẽ cho nửa quả chuối vào đây. Bộ rễ rất là khỏe mạnh, những chiếc lá thì rất là xanh tươi tốt, sẽ có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách chăm sóc lan bằng một loại phân bón hữu cơ kết hợp, giúp cho những cây lan chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Và những chiếc lá thì rất là xanh tươi tốt. Và đặc biệt sẽ góp phần giúp cho cây lan của chúng ta có được bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Là sử dụng chuối, gừng, nha đam để làm phân bón hữu cơ cho cây. Đây là một sự kết hợp rất là tuyệt vời để giúp cho cây lan của chúng ta trong những ngày mưa nhiều, thời tiết thay đổi đột ngột chuyển sang lạnh, giúp cho cây nhanh phát triển rất là hiệu quả. Và trong thành phần của nha đam có chứa rất là nhiều canxi, phốt pho, kali và nhiều vitamin nhóm A, C và E. Và trong đó còn có vitamin B1, B2, B3 và B12 sẽ góp phần giúp cho những lá lan luôn xanh tươi. Nó giống như là những chất kích thích hormone sinh trưởng tự nhiên mà các bạn thường thấy trong phân bón lá, có chứa axit salicylic là một hợp chất giống như là aspirin, có tính kháng viêm rất là tốt và nó sẽ giúp cho những lá lan của chúng ta bị côn trùng và nấm hại gây bệnh sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Còn trong quả chuối thì có chứa rất là nhiều vitamin nhóm B như là B6, là một trong những chất kích thích hormone sinh trưởng rất là tự nhiên, và đặc biệt là có chứa rất là nhiều kali và vitamin C sẽ giúp cho những cây lan của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và trong thành phần của vỏ chuối còn có chứa tannin là chất chát, và nó sẽ giúp cho cây kháng khuẩn rất là tốt và nó sẽ bảo vệ cho cây trồng chống được những nấm bệnh. Còn trong gừng thì có chứa vitamin C và kali và những vi chất như là mangan, đồng, magie. Và đặc biệt là trong gừng có tính kháng khuẩn rất là cao, do đó các bạn sẽ dùng cho những cây lan bị trong tình trạng côn trùng cắn phá hoặc là nấm bệnh rất là hiệu quả. Đặc điểm chung của ba chất hữu cơ này là có chứa rất là nhiều kali và các chất chống oxy hóa. Nó sẽ góp phần giúp cho những cây lan hồ điệp của chúng ta chống lão hóa và phát triển rất là nhanh. Chúng ta sử dụng một miếng nhỏ nha đam, các bạn sẽ cho vào đây. Đối với củ gừng thì chúng ta sẽ sử dụng một phần nhỏ như thế này và các bạn cho vào đây. Còn đối với quả chuối, chúng ta sẽ sử dụng chuối chín và các bạn sẽ cắt đôi. Còn đối với những quả chuối mà nhỏ hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một quả và các bạn sẽ cho nửa quả chuối vào đây. Chúng ta sẽ dùng 1 lít nước sạch và các bạn sẽ cho vào đây. Các bạn sẽ tiến hành xay nhuyễn hỗn hợp này ra. Và chúng ta sử dụng tấm vải mỏng để lọc lấy phần nước trong. Và các bạn cho nước vào đây. Các bạn sẽ cho vào bình phun để chúng ta chuẩn bị tưới cho những cây lan hồ điệp. Và hỗn hợp này rất là tốt cho các bạn chăm sóc những cây lan trong những thời tiết chuyển sang mưa hoặc là thời tiết thay đổi đột ngột chuyển sang lạnh, rất là hiệu quả. Và đây là một trong những cách chăm sóc lan rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với những cây lan chậm phát triển thì các bạn áp dụng cách này để giúp cho những cây lan của chúng ta mau phục hồi và lấy lợi sức rất là nhanh. Và sau đó các bạn sẽ phun đều lên toàn cây lan từ thân lá rễ. Và đặc biệt dưỡng chất này rất phù hợp trong việc các bạn giúp cho bộ rễ lan nhanh ra và phát triển mạnh mẽ nhất. Và đối với lan hồ điệp, khi các bạn dùng hỗn hợp này để chăm sóc thì sẽ góp phần hạn chế được những nấm bệnh và làm cho những lá lan xanh tươi hơn rất là nhiều. Vì trong thành phần của hỗn hợp này có chứa rất là nhiều kali và những chất chống oxy hóa mạnh,
nó sẽ làm cho những cây lan của chúng ta chậm lão hóa và thúc đẩy thân sẽ mập mạp, và những rễ mới ra sẽ phát triển rất là tốt. Và đặc biệt là có tính kháng khuẩn rất là cao trong hợp chất này, sẽ góp phần giúp cho cây lan của các bạn hạn chế được rất là nhiều những nấm bệnh về lá. Hợp chất này sẽ giúp cho cây lan của các bạn chịu lạnh rất là tốt. Và trong những thời tiết chuyển sang lạnh hoặc là mưa nhiều, chúng ta nên sử dụng hợp chất này để giúp cho cây lan lấy lại đề kháng. Và nó sẽ làm tăng cường sự trao đổi chất trong cây lan rất là lớn. Vì trong mùa lạnh thì sự hấp thụ dinh dưỡng của cây sẽ kém, và sự hút nước cũng sẽ rất là kém đi rất là nhiều. Do đó khi thời tiết chuyển sang lạnh thì những cái phần nhựa trong lá, thân, rễ sẽ bị cô đặc lại, và nó sẽ làm cho sự trao đổi chất giảm đi, và cây lan sẽ bị mất đề kháng. Và trong những mùa lạnh thì sương muối rất là nhiều, nó sẽ làm cho những lá lan rất là dễ bị đốm đen, gây ra nấm bệnh. Và với cách chăm sóc bằng hỗn hợp này thì các bạn sẽ yên tâm, cây lan hồ điệp của chúng ta sẽ chịu mưa và chịu lạnh rất là tốt, và nó sẽ góp phần giúp cho cây lan mau phục hồi và sẽ phát triển rễ rất là tốt hơn trong những thời tiết chuyển mùa. Và để duy trì sự sinh trưởng và phát triển tốt hơn trong những mùa lạnh và trời mưa nhiều thì các bạn nên thực hiện 2 tuần một lần hoặc là 1 tháng khoảng 3 lần sẽ giúp cho những cây lan của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Và đối với lan hồ điệp thì trong mùa lạnh các bạn nên thực hiện biện pháp che chắn, hoặc là chúng ta có thể dùng những bóng đèn sợi đốt để sưởi ấm. Và các bạn sẽ treo cây lan ở những nơi tránh gió nhiều, vì nó sẽ làm cho những lá lan này rất là dễ bị hư và héo đi. Không riêng gì lan hồ điệp và những loại cây trồng khác cũng vậy. Khi các bạn muốn lượng phân hấp thụ một cách tốt nhất và đầy đủ thì chúng ta nên giữ ẩm phần chất trồng, thì sẽ giúp cho cây rất là dễ sinh trưởng, phát triển và hấp thụ những loại phân hữu cơ. Bón cho cây bằng hỗn hợp này, các bạn nên thực hiện tưới vào khoảng thời gian trước 9 giờ sáng hoặc là trước 4 giờ chiều, vì đó là những khoảng thời điểm rất là mát mẻ, và nó sẽ góp phần giúp cho những loại phân hữu cơ mà các bạn vừa mới bón sẽ tăng sự hấp thụ qua lá, thân, rễ rất là hiệu quả. Cây sẽ lấy lại cân bằng rất là nhanh, và nó sẽ góp phần thúc đẩy cho những phần rễ trên cây lan phát triển rất là mạnh mẽ trong thời tiết chuyển sang lạnh hoặc là mưa kéo dài. Thì trong khoảng thời gian mưa kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, sự hấp thụ dinh dưỡng sẽ rất là kém đi, và chúng ta bổ sung bằng những dưỡng chất này sẽ giúp cho cây mau điều hòa sinh trưởng hơn. Và các bạn có thể áp dụng hỗn hợp này để chăm sóc những loại lan khác rất là tốt. Thời tiết chuyển sang lạnh thì cây đòi hỏi một cái lượng cung cấp kali rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể dùng nước vỏ trứng hoặc là nước vo gạo mà mình đã có chia sẻ trên kênh để giúp cho cây sẽ cung cấp nhiều kali hơn và phát triển tốt hơn trong mùa lạnh hoặc là những thời tiết mưa nhiều kéo dài, sẽ rất là hiệu quả cho bộ rễ, và nó sẽ thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển rất là tốt hơn trong những thời tiết chuyển mùa độc ngọt. Và đây là một trong những cách làm rất là đơn giản và hiệu quả. Vì trong hỗn hợp này có gừng, nó sẽ có tính ấm, và đặc biệt là trong ba hỗn hợp này có chất kích thích hóc môn sinh trưởng rất là tự nhiên. Và đây là một trong những chất hữu cơ cây trồng rất là dễ hấp thụ. Do đó các bạn yên tâm dùng cho những cây lan hồ điệp của chúng ta sẽ không có sự tồn dư ở trên lá, thân, rễ giống như những loại phân hóa học mà các bạn đã bón cho cây. Và đặc biệt khi chúng ta dùng hỗn hợp này cũng sẽ làm tăng đề kháng, và nó sẽ giúp cho cây sinh trưởng rất là nhanh. Và đối với những cây lan hồ điệp đang trong quá trình nở hoa thì các bạn không được tưới vào bông hoa. Và đối với phần gốc thì chúng ta sẽ tưới trực tiếp lên đây, sẽ góp phần giúp cho cây phát triển tốt hơn. Vì trong hỗn hợp này sẽ có chứa rất là nhiều kali, do đó mầm hoa sẽ rất là cứng cáp và khỏe mạnh.
và nó sẽ góp phần giúp cho những bông hoa của chúng ta tươi và bền đẹp hơn rất là nhiều. Và đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để các bạn phục hồi những cây lan chậm phát triển và bị yếu. Thì các bạn có thể dùng hỗn hợp này để chúng ta tiến hành phục hồi và sẽ giúp cho cây mau sinh trưởng và phát triển hơn. Những dinh dưỡng và khoáng chất có trong hỗn hợp này sẽ góp phần giúp cho rễ lan hồ điệp rất là nhanh phát triển và sẽ rất là dồi dào. Và các bạn sử dụng hỗn hợp này thì chúng ta sẽ có được bộ rễ rất là khỏe mạnh. Và trong mùa lạnh và thời tiết chuyển mùa độc ngột thì các bạn nên dùng hỗn hợp này để duy trì sự sinh trưởng và phát triển của cây một cách hoàn chỉnh và phát triển nhất. Và đối với lan hồ điệp, khi chúng ta sử dụng phân hữu cơ thì các bạn phải luôn duy trì độ ẩm trên phần chất trồng, vì cây đòi hỏi độ ẩm từ 50-80% phần chất trồng thì cây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ và rất là dễ dàng hấp thụ những loại phân bón hữu cơ. Và trong mùa lạnh thì các bạn không được dùng những loại phân vô cơ để bón cho cây, vì sự hấp thu và trao đổi chất rất là kém trong những mùa mưa hoặc là lạnh sẽ làm cho cây của chúng ta rất là dễ bị hư. Và với cách làm đơn giản như thế này, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà, sẽ có được những bộ rễ luôn khỏe mạnh và tươi tốt. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.